Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Rồi, thì nãy giờ mình có đi bán ba cái vương miện và chúng ta đã có được 388.000 Poké đô la rồi nha các bạn ơi. Bây giờ để mình qua shopkeeper này mình mua tí đồ coi. Shopkeeper này có bán Thunderbolt nè. Mình nghĩ là mình làm một stack đi ha. Nhẹ nhàng tình cảm, một stack là được rồi. Đó, mình đang có khá là nhiều Thunderbolt nè. Hiện giờ thì cái chỉ số speed của nguyên cái dàn bạc ti của mình nó đã đạt được tối đa rồi. Nên là mình sẽ không có luyện speed nữa. Mày ra cái gì nữa vậy? Mà chúng ta sẽ tập trung vào để mà đi đánh trainer thôi nha. Bên này có một em Zangu nè, để mình coi. Đó, cấp 64 đó các bạn. Mấy em Zangu cấp cao nó hay xuất hiện lắm đó nha. À, có một trainer nè. Hello. Không biết trainer này cấp bao nhiêu ta. Hello. À, cấp 34. Blastoise. Wow. Hay nha. Dragon Claw em luôn. Ơ, em này trâu vãi. Đúng là rùa pháo nước mà. Blastoise với tôi. Dảnh của tỏi nha. Một em. Rồi, Lantern. Rồi, dảnh của tỏi luôn. Wow, còn rất là trâu các bạn ạ. Không có dễ ăn như mình nghĩ đâu nha. Lantern. Rồi, dảnh của tỏi nè. Tiếp theo là Arokuda. Mình xài thử cái chiêu Airslash này nha. Thôi, đổi qua Dragon Claw đi ha. Airslash có vẻ nó không ăn thua rồi các bạn ạ. Đây rồi. Trời ơi. Ui, có một em Rattata. Ui, cái gì đây, Sharpedo anh em ạ. Hay là mình đi thách đấu em thử luôn nha. Một em Sharpedo. Ui, em bơi dưới đây rất là nhanh nha các bạn. À, Mega luôn, ngon lành. Chúng ta sẽ xài chiêu Discharge này đi ha. Rồi. Cái gì mà một hit dảnh của tỏi luôn rồi. Zacian ra trận. Từ từ nha, em này có thể là mang hai hệ đó, hệ nước và hệ bóng tối đó, có thể nha. Secret Saw thử coi. À, được đó mọi người. Được. Một chiêu Secret Saw phát nữa. Và dảnh của tỏi với tôi nha. Wow. Em rớt cho mình một cái bottle nữa, ngon vậy. Từ từ, trước tiên là chúng ta sẽ cùng thu thập Sharpedo này. Đây, Steelism, ngon lành luôn. Và chúng ta có được một cái Silver Bottle Cap nè. Ngon chưa? Ô, cái này quen quá vậy. Ô, hình như nó là một cái hội quán thì phải. À, hội quán hệ rồng anh em ạ. Trời ơi, tôi cứ tưởng là làng gì. Hai người là một cái hội quán hệt rồng. Lên đây hồi máu lại cái đã. Sẵn thách đấu luôn đi ha. Uầy, mất hả? Mất với tôi. Sự đẹp luôn. Luyện cấp cho Charizard luôn nào. Ây da, khóa xài chiêu luôn hả? Dragon Claw. Ây da, Inferno. Ui, em này chơi khóa xài toàn bộ cái chiêu của mình luôn hả? Chơi lầy quá hả? Uầy, cái chiêu Airslash này nó măng thua ta. À, trời ơi, hệ đất mà, Airslash gì? Lem ra quơ cái coi. Ui, vẫn không được luôn. Dragon Claw. Sao mình không có gây được sát thương vào cái em mất này vậy ta? Căng đấy. Flamethrower nè. Đó. Tiếp tục. Ui, Sharpedo. Dảnh của tỏi luôn nha. Trở thành cá mập nướng luôn. Gradon hả? Cho thành tôm nướng luôn. Ây da, ây da, ây da. Sắp hẹo đây mà. Ui, hên quá. Rồi, ok. Rồi, cuối cùng cũng đánh bại xong được cái trainer đó. Hội quán hệ rồng. Xịn sò đó nha.
Mình có đánh bại được cái hồ quán này không ta? Chúng ta có nên thử không? Trước tiên để mình đi thu thập đồ cái đi. Bánh mì nè. Trong nhà này có gì không? À, một trainer nữa. Ngon lạnh, lại là mất. Trời, gặp hoài vậy. Đây rồi. Trời ơi, nó cho chơi ra của mình bị độc rồi. Ăn đấy. Mất với tôi nè. Dảnh của tỏi nghe chưa. Primer. Rồi. Để mình coi nhiệm vụ Shooting Star. Còn 3 trainer nữa nha các bạn. Ấy, anh em gì đây? Theo lao. Mình chưa có. Bắt luôn thôi. Cứ whip mà giả thôi nha các bạn ơi. Chào lâu. Và whip thành công. Ngon lành canh đào. Ô sơ qua coi thử chúng ta đang có bao nhiêu Pokemon rồi. 16% Pokédex và 160 Pokemon. Quá ngon lành luôn. Ô, cái nhà gì mà to quá vậy? À, có cả trainer đây luôn. Trainer cấp 35. À, Slugma hả? Tiễn dòng Slugma luôn. Tiếp theo. À, Houndoom. À da, Houndoom này. Trâu đấy. Ui, vẫn không xin nhê anh em ạ. À. Toàn, có vẻ toàn đấy. Chuyển Pokemon gấp vậy. Zacian ra trận đi. Đó. Cực kỳ xịn sò luôn nha. Zacian. Để mình xài chiêu Moonblast em coi. Dảnh cứ tỏi nghe chưa. Trời, có mỗi hai em Pokemon thôi mà. Làm khó khăn tôi quá. Cho nên là một shopkeeper. Đồ đạc có gì không? Bánh mì. Ôi. Orinin Boot. Trời, mình gặp cái này hoài luôn ha. Ui, em này gì đây? Octillery. Trời ơi, mình cũng chưa có luôn. Bạch tuộc lên bờ anh em ạ. Bắt thôi nào. Trời ơi, dễ gì mà cho em thoát. Chạy đâu cho thoát với tôi hả? Wow. Xịn xò nha. Úi, vô được. Ôi à, coi bộ căng à. Vậy thì chuyển qua Zangu đi. Chắc phải phone sweep em cái quá. Mới cấp 25 mà. Bướng bỉnh quá nè. Còn đúng một máu nghe chưa. Rồi, lần này thì mình sẽ tiến hành xài Liverpool nha. Cấp 25 mà anh em, là cứ xài thoải mái thôi. Rồi, Liverpool. Và lần này thì yes, khác hẳn liền nha. Thôi, quay trở lại hồi máu cái đi. Ủa, phải nhà này không? Ủa, như một ngôi nhà khác anh em ạ. Zigzagoon. Quinn nè. Dành của tỏi luôn. Ủa, gì lẹ vậy? Có thang máy nè. À quên, có cầu thang nè. Nhầm, ủa. Cầu thang lên đây lại gặp trainer nữa. Gặp trainer là tôi cứ thách đấu liên tục thôi nha. Mà chót với tôi. Rồi. Noctowl. Dành của tỏi luôn. À, xong nhiệm vụ Shooting Star. Trời ơi, tôi tưởng cái gì. Ui, khá là nhiều đồ ở đây. Ok đó. Ui, trong đây có một cái nhà gì bự vậy. Wow. Aces hệ rồng anh em ạ. Ui, sao đây ta có tượng đây nhờ. Đây là tượng của Dragonite, tượng của Haxorus nè, tượng của Giratina và tượng của Rayquaza. Úi cha, được ấy nhờ. Nhìn đồ nè, một đống đồ luôn. Ê, quá đã luôn rồi. Chà, đây là đền đền thờ hệ rồng hả? Quay, xịn nha. Làm cái luôn cho nó máu nha. Ui em gì đây? Đã bắt vậy. Đây là Strudel. À em này mình cũng chưa có luôn. Bắt thôi. Whitbon ra trận.
công quá là dễ dàng luôn. Và chúng ta được cái thành tựu gì đó. À, bắt 10 Pokemon hệ độc. À, Slowbro. Em này dứt điểm em đu ông ta. Pokemon hệ nước và hệ tâm linh. Chúng ta có thể sử dụng hệ bóng tối để mà trị em được. Ok, bóng tối đây. Có luôn. À dạ, nhưng mà em có máu đau nha các bạn ơi. Không khinh thường được nha. Đó, các bạn thấy mỗi lần có máu chưa? Đau vãi chưởng luôn. Ờ, để mình xài cái Skitty Mutti này đi. Cho nó hồi nhiều máu. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xài tiếp Hyper Potion. Cứ để em cấu thoải mái đi. Rinh phát nữa đi các bạn ơi. Đó, tội critical đam luôn, ngon. Ủa nhưng mà rảnh của tội rồi. Latria ra trận. Scratch này đi. Chiêu hệ thường, chắc không sao đâu ha. Dánh cứ tới được rồi. Uầy. Và chúng ta lại có thêm một viên đá Mega mới nữa. Đó chính là Slowronai. Hay nha. Thiết nghĩ trong buổi tối ngày hôm nay mình sẽ đi đánh cái hội quán hệ rồng này luôn nha các bạn ơi. Đây rồi. Chúng ta đã gặp được một trainer đầu tiên. Đây là em Tutonator. Wow. Nhìn xịn sò thế nhờ. Chúng ta sẽ xài chiêu Moonblast này đi ha. Hệ rồng thì xác định với hệ tiên nha. Không sao nè. Vẫn chơi được. Bình tĩnh thôi. Đấy. Wow, chúng ta học được Fire Blast nè. Chiêu này đam to quá. Nhưng mà tỷ lệ trúng của nó có 85 thôi. Problem của mình nó đang khá là xịn. Nên là mình cũng không muốn thay đâu. Ủa gì vậy? Ồ, đây là cái em Ragel này. Có vẻ khá là mạnh đấy. Ok, Moonblast tiếp tục nào các bạn ơi. Ôi cha, kèo này có vẻ căng. Ơi căng thẳng đó. Moonblast tiếp tục. Trời ơi. Salamence đúng không? Ây da. Căng đấy. May mình có Latria nha. Ủa, speed game này cao thế. Trời ơi. Kingdra. Trước tiên thì mình nghĩ lên hồi máu là cho Latria đi. Trời, chỉ mới người đầu tiên thôi hả các bạn? Mà nó căng quá vậy. Tiếp tục hồi lại máu cho Latria thôi. À, em này đang xài cái chiêu surf. Chiêu này vừa làm mất máu ẻm và vừa làm mất máu của mình luôn. Căng đấy. Cho một phát nữa luôn. Đó. Avalanche. Ố lên. Dảnh của tổi nha. Icicle Crash. Rồi Exeguter. Em này thì mình chuyển qua NT đi ha. Ủa em này có hệ rồng hả? Sao một cái cây dừa lại có hệ rồng nhờ? Ảo thật chứ. Ủa còn Alolan luôn anh em ạ. Lava Plum thôi. Ui không bị cháy. Kèo này căng đấy. Ok, hồi phục lại cho NT. Cố lên, làm phát hồi phục nữa đi. Wow, mấy em này công nhận là tốn. Tại ra mình tính nói là tốn rất là nhiều cái tài nguyên của mình đó. Kyogre ra trận. Mới thu phục tập trước, tập này đã tiến hành đi vào rồi. Hai team, dẫn của tỏi nghe chưa. Tiếp theo, hai Regen. Hai team phát nữa coi. Ui ui, xém dẫn. Nhưng mà không sao anh em ơi, cố lên. Và lần này thì dẫn của tỏi nghe chưa. Trời ơi. Chỉ với một trainer đầu tiên. Ui, từ từ. Có một em Venusaur ngồi kia, nhưng mà để mình hồi phục lại sức khỏe cái đã. Ây chà. Công nhận đi đánh mấy hội quán này nó căng anh em ạ. Căng cực luôn. Rồi.
Một em Venusaur Shiny đúng không? Lava Plum em thôi. Ngại ngùng gì nữa. À bị cháy rồi, ngon quá. Lava Plum tiếp tục. Em cứ bị cháy liên tục thôi, quá đã luôn. Sacrifice. Úi xồi ôi, quá đã anh em ạ. Cố lên. Chắc mình khỏi hồi máu đi ha. Nó hơi bị tốn máu của mình quá. Rồi, lần này thì anti đã giành cứu tỏi rồi. Nhưng mà mình sẽ cho Kyogre ra. I-beam. Ui ui. Ây cha. Căng đấy. Giành cứu tỏi luôn Kyogre của mình rồi. Không sao, còn Latria. Latria cân được. Avalanche. Giành cứu tỏi nghe chưa. Trời ơi, đã vãi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào các bạn ơi. Ui, lại gặp Tutonator nữa hả? Gặp quay gì? Moonblast thôi nào. Trời ơi, một khúc máu. Moonblast tiếp tục. À da, đổ Pokemon hả? Em này thì Moonblast chơi luôn. Không ngại. Em xài chiêu Slugbomb. À, chiêu hệ độc. Dùng để đánh Pokemon hệ cỏ và hệ tiên. Cái counter mình anh em ạ. Thôi để mình xài Icicle Crash đi. À, đổi Pokemon. Chơi lại. Úi. Chưa dảnh. Trời ơi. Crash phải coi. Dảnh một em nè. Tiếp theo là Salamence. Chết rồi. Cái chiêu Crash này nó tự động dùng trong 2 tới 3 tên á. Nên là lỡ rồi. Lỡ thì cho nó lỡ luôn anh em ơi. Trời ơi, dảnh luôn Latria của tôi rồi. Ơi, Kyogre đã trận I-beam. À, Exeggutor hả? Salamence. Ngon đấy, khá đấy. Salamence với tôi. Tiếp theo Dragao. Ôi ơi, không ăn thua. Hay quá, mình còn Zacian nè. Moonblast em nè. Dảnh cứu tỏi. À, Kingdra. Moonblast tiếp tục anh em ơi. Em này thì có thể đánh bại được. Như là em cuối cùng rồi đó. Và dảnh cứu tỏi. Ủa chưa hả? Còn một em Harrigan. Ấy, nổi không? À đấy rồi. Rồi chúng ta mới chỉ đánh bại được hai em boss thôi anh em à. Ủa? Hai trainer hả? Ôi và đây là boss luôn rồi. Ôi em này là gì đây? Cycliza. Ôi, Pokemon gì nhìn lạ quá vậy? Moonblast em thôi. À, đổi qua Tutonator luôn. Rồi, để mình xài một chiêu độc quyền của Sonic nha các bạn ơi. Đây là Chermancy. Rồi, mới nói xài chiêu độc quyền xong cái muốn hẹo luôn rồi đó. Hẹo luôn. Hay quá. Không hiểu cái gì. Ai pin em này thôi. À, ở qua combo hả? Tiếp tục ai pin em. Trời ơi, cấp cao quá đó. Khó chịu kinh khủng các bạn ạ. Icicle Crash coi. Năng thật sự. Moonblast em nè. Con quán này mình có thể có khả năng đánh bại không ta? Thử mới biết được anh em. Một hit giảm luôn Zacian rồi. Chơi lại vậy. Ây da, còn phun lửa Crouching luôn. Ghê ta. Recipe Blade. Trời ơi. Căng quá anh em ạ. Dream Speak thử coi. Nổi không? Ít ra cũng phải hạng em chứ. Trời ơi, không nổi anh em ạ. Boss đây căng quá căng rồi. Trung tầng. Ui,
Đây là mới boss epic thôi, trên tầng còn có boss legendary nữa kìa. Để mình coi lên tầng nữa có còn em boss nào nữa không nha. Trời, cầu thang gì mà khó đi quá vậy. À, đây là boss cuối hả? Wow. Khoai 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 đấy, rất chi là khoai luôn. Chúng ta chỉ mới đánh bại được hai trainer thôi. Đây, em này là em gì đây? Trên Will hả? Pokemon hệ thường và hệ bay. Hệ bay thì chúng ta có thể sử dụng hệ băng để mà khắc chế được nha các bạn ơi. Tầng bay mà gặp đóng băng hay là bão tuyết thì thôi xác định đi chứ. Icicle Grass. À, em này là Infusion. À, mình chưa có em này. Hay đấy. Trời ơi. Một cái giáp. Hai cái giáp. Cái giáp thứ ba. Ờ, vẫn chưa hả? Icicle Grass phát nữa nè. Rồi, mất cái giáp này rồi. Và dính cứ tối nha. Trời tối rồi. Chắc Dust spawn ra trận thôi các bạn ơi. Không nghi ngờ gì nữa. Ê trời ơi. Trời tối thì tối chứ Dust spawn nó cũng hăng hăng thua. Rồi, giáo sư Hilda ở đâu rồi? Dưới đây đúng không? Hello. Ui. Chúng ta vừa nhận được cái gì đó các bạn ơi. Rồi để mình trèo lên mình coi thử nha. Nghe cái tiếng nó đã rồi đó. Ui. Hình như chúng ta đã được. Đây là Wishing Star. Dùng để Dynamax Pokemon. À. Khi mà đeo một cái vòng Dynamax thì mình sẽ không có thể tiến hóa Mega được. Trong này có mấy em Pokemon hệ ma nè. Ghê quá, cái rừng này mà còn gặp một cái môn hệ ma nữa chứ. Em spawn đâu ta? À đây, trời trời, Hunter anh em ạ. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại em Hunter này đó. Thôi, bắt luôn bằng Whipball thôi nào. Hunter. Rồi, cố lên, cố lên. Ui, gì thành công lẻo vậy? À, ngon đấy. Em một em mod gì đây? Em này quen nhờ. À, đây là Elcrot. Uầy. À, nó mang cái túi vải à, mình cứ tưởng cái gì. Ui, đã mắc được rồi anh em, thử không? Mắc flare luôn. Đây rồi. Trời ơi. Ngại chi mà không thử. Uầy, cái lượng máu khi mà Dynamax nó lên kìa, 402. Trời ơi. Coi em NT của mình kìa, to vãi chưởng luôn, vất vả thật sự. À, lần này thì mấy em Pokemon Dynamax tuổi tiếp tục mắc flare nữa nha anh em. Ây da, làm cái gì vậy? Dảnh của tỏi nghe chưa? Em này mình cũng chưa có luôn. Bắt luôn bằng Dust spawn vậy. Wow. Ôi, chưa thành công nè. Mà không sao. Từ giờ chúng ta đã ở một cái cương vị khác rồi anh em ạ. Ê, cái gì đây? Chiêu tổ. Ôi trời trời ơi. Chưa gì mà nhảy vô thách đấu với tôi hả? Có gan đó sao? Tôi cho dảnh của tỏi luôn nha. Ôi ôi, thành công liền á chứ. Hello, một em sai đất anh em à. Trời ơi, ôi trời 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 trời, nhìn nó cute chứ kìa. Dễ thương nha. Nhất luôn, Clutcher ra trận. Đây rồi.
Ui, dánh cứu tỏi luôn rồi. Trời ơi. Quá đã. Em này thì mình sẽ bắt luôn bằng Liverpool đi ha. Và ôi không thành công. Khó đó. Em này là Pokemon hệ đất và hệ nước anh em ạ. Ok, vậy mình xài chiêu hệ tiên thử đi. Đại này mắc lên luôn nào. Trời ơi. Lên máu anh em ơi. Có đai nơi mắt là có máu. Trời ơi, nhìn em Sonic mình kìa. Nó hơi bị to đấy. Đừng nhờn. To chưa? Đừng nhờn. Trời ơi, tha hồ luôn anh em ơi. Ấy da, bộ đai nơi mắt được cái gì thôi hả? Giờ nó giảm kích thước lại rồi. Ok, làm phát cuối luôn nào. Và dành cứu tội với tôi nha, Swampert. Ồ, phải khai phá cái gì đó hả? Sonic. À, chúng ta thể cho Sonic ăn kẹo được nè anh em ơi. Em lên được level 1 rồi nè. À, một viên là một level hả? Cho mắt 10 viên thì như thế nào? À, 10 viên là nó mắc rồi. À, ra đây là Redwood. Ồ, xịn nha. Chỗ này có một cái Pokestop nè. Nên thử luôn. Thử bằng máy nào. Pokestop. Trời ơi, cũng không xịn sò lắm. Ok. Tầm tạm thôi. Ủa, Zekrom spawn. Wow. Hay nha. Trời ơi, đúng là trong dự dự tính anh em ạ. Zekrom. Trời, chạy ra con sâu này. Sang gu ra trận đi. Zekrom, Pokemon hệ rồng và hệ điện. Nhưng mà quả đầu tiên thì mình sẽ bắt bằng Whitbon trước nha. Wow. Whitbon ra trận. Để coi lần này chúng ta có thành công hay không. Và cái gì? Chỉ một quả đã bắt được Zekrom rồi. Ui, phải cái chữ. Ui dồi ôi, em này không cộng không trừ bất kỳ số nào luôn. Chiêu của nó. À, Fusion Pool. Ê, chiêu của nó luôn nè. Quá đã luôn rồi. À, bữa nay chúng ta có được một em Bochinia. Em này mình cũng chưa có. Chúng ta bắt luôn bằng Whitbon thôi nào. Uầy, bá vãi. Zekrom. Ê, em gì đây? Ê, đứng lại. Ồ, em này là Morpeko. Ôi, mình cũng chưa có luôn. Bắt thôi nào. Wow, tính ra như vậy là xịn chứ bộ. Trời ơi. Và thành công nha. Ôi, mình được thạch tụ gì đây? Bắt 10 Pokemon hệ bóng tối. Và chúng ta đang có được, ôi, 168 Pokemon rồi. Hay đấy. Zekrom, em này bay được không? Ui, như trong phim anh em ạ. À. Bay bình thường. Ô chết luôn ấy chứ. Trong ngôi nhà này nó có cái gì không ta? Hôm trước mình cũng đi vào một cái ngôi nhà bí ngô rồi nhưng mà nó không có cái gì hết trơn á. Rương nó cũng vậy nè. Tiếng của em gì á? Zoroark hả? Ừ, Zoroark thiệt ở đây mà. Ủa, Zoroark này nhìn lạ vậy? Hả? Hả? Một em Zoroark nhìn rất là lạ luôn em ơi. Wow, nó khác với em Zoroark mình đã bắt nha. Mình không biết đây là hình thái gì của em đây. Để mình kiểm tra thử coi. Ui, thành công luôn. À, quả Whitbon này mình thấy hơi bị bá đấy. À, đây là Zoroark Hisuian.
Uầy, đẹp phết đấy. Uầy, tính ra thì cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa vào thách đấu cái này ha. Giờ vào hành lại với anh em ạ. Sẵn luyện cấp luôn. Thử chiêu. Úi xồi ôi, Zed Chrome Dynamax nè, bao to luôn. Trời, từ khi có Dynamax chúng ta đã rất là mạnh mẽ luôn rồi đó. Sao nhỏ lại ơi? Trời ơi, hai bác được có mấy hiệp vậy thôi hả? Vui vẻ thôi hả? Fusion Ball là chiêu độc quyền của Zed Chrome đó các bạn ạ. Green. Tiếp tục Herdier. Dảnh của tỏi luôn rồi, một em. Tiếp theo là em này hả? Dragon Break anh thôi. Dảnh của tỏi, Raticate nè. Mèo đúng không? Mèo nè. Ikan. Ikan nè. Tiếp theo Carping. Ấy chà. Cũng biết gây sát thương đó ha. Em này hệ tiên nữa là hệ rồng không có tác dụng. Vậy thì xài Grin đi. Rồi không để ý anh em ạ. Giả sử mình đổi qua Zacian thì mình có được Dynamax tiếp không ta? Như vậy thôi hả? Blaffy. Dảnh của tổ nhà Blaffy. Theo Herdier. Rồi, xong. Ok, trainer cuối cùng. Ê, chết, nhầm 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 nhầm. Nhầm Pokemon. Cho Zacian ra mới đúng chứ. Moonblast. Uầy, chưa dảnh được. Cấp 50 anh em ạ. Ây da, chơi tự sát hả? Em Pharos. Ôi cha, căng căng căng. Ớt quét một phát coi. Dảnh của tỏi nghe chưa? Thôi, đài nó mắc lên, chơi cho nó máu cháy. Chơi cho nó máu chiến nè anh em. Bớt Flan. Và em cuối cùng, Lao Red. Dảnh của tỏi. Ôi chưa cuối hả? Tauros mới là cuối anh em ạ. Rồi, Tauros. Ai nó chặn đòn ác tấn công của em Crowdin luôn. Ok. Động đất nè. Chặn sao mà nổi túi. Trời ơi. Chủ yếu vào luyện cấp một tí anh em à. Nhưng mà nó cũng không có thấm. Mình vừa trả nhiệm vụ đánh bại 250 Pokemon. Và chúng ta được ba cái Needle Star. Wow. Nó nói lần này là bội thu rồi các anh em à. Ok, mình sẽ tạm cất lại vào trong đây nha. Hiện tại thì mình chỉ còn một cái nhiệm vụ nữa chưa trả. Đó chính là Fortress Guardian. À đây bên đây luôn. Đây rồi, The Fortress Guardian. Các bạn bảo là mình nên hoàn thành nhiệm vụ này để mà chúng ta có được một quả GS Ball. Quả đó dùng để triệu hồi Celebi đó. Ôi, ảo ma thôi chứ. Nhưng mà nếu có thì quá tốt luôn rồi. Ok, để mình đi xuống mình trả nhiệm vụ nha. Cái ông này nằm dưới đây nè. Đây. Ấy, nhầm. Ta phải đưa 5 quả lơ bôn cho ổng nữa. Hôm nay ổng rất là. Đó, và chúng ta để coi thử nhiệm vụ kế tiếp của mình là cái gì nha. Ráp 5 quả moon bôn. Ta nói nó mệt. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi mà đã bắt được em Zekrom rồi nha. Chỉ với một quả Whipple đó. Và chúng ta cũng đã đạt được 17% Pokédex rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thích video lần này, các bạn đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.